Dạ vâng. À, xin chào quý cô chú anh chị đã quay lại kênh của em Nguyễn Văn Thấy. Hôm nay thì em tiếp tục với cái hành trình đi review bất động sản, thì em ghé ở khu tái định cư Diên An thuộc xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Hôm nay thì em sẽ review gửi đến cho quý cô chú anh chị một cái lô đất tại vị trí này rất là đẹp luôn. Lô đất đây. Với tổng diện tích là 150 mét vuông. Pháp lý chuẩn chỉnh có sổ, với cái mặt tiền ngang á, là 7,5 m nha quý cô chú anh chị, 7,5 m từ cái cột này đi qua ra cái tường nhà bên cạnh kia, dài là hơn 20 m. Lô đất này thì giá chỉ 16 triệu một mét vuông thôi, cái giá rất là tốt, tại vì xung quanh đây thì có những lô giá 17, 18. Bây giờ cái lô này thì chủ đang cần bán gấp nên là giá chỉ 16 triệu thôi. Đặc biệt là còn thương lượng thêm cho quý cô chú anh chị thiện chí. Lô đất này thì có hướng là hướng Tây Nam, hướng Tây lệch qua Nam, phù hợp cho quý cô chú anh chị hợp hướng Tây tứ trạch. Ở đây xung quanh thì nhà cửa họ xây gần kín hết rồi, chỉ còn vài lô trống thôi. Ở đây thì nhà cửa xây cũng khá là đẹp, những căn nhà rất là bự luôn. Đây, tổng quan xung quanh. Ở đây thì cũng có họ cũng có mở công ty ở phía trước kia. Công ty về đồ gốm sứ. Dạ vâng. À, vì bên cạnh đó họ đang làm việc, mấy anh nhân viên họ đang bốc hàng rất là ồn, nên là em di chuyển ra phía ngoài này một tí để nói thông tin về cái lô đất cho quý cô chú anh chị cùng nắm thông tin ạ. Phía ngoài này, ngay chỗ cái đầu đường đi vô cái hè phía trong đó, đó di chuyển đi vô một tí thôi là tới cái lô đất. Xung quanh đây thì nhà cửa cũng rất là nhiều luôn, san sát nhau. Xung quanh đây phía trên là cánh đồng nên là khí hậu ở đây rất là mát mẻ luôn. Xung quanh từ cái vị trí lô đất đó mình di chuyển ra đường đại lộ Võ Nguyên Giáp ngoài kia thì đâu đó thì tầm 300 mét thôi, chỉ 300 mét thôi. Sát bên đây là trường tiểu học này, trường tiểu học Diên An. Còn phía trên kia là trường mầm non. Đó. Nên là quý cô chú anh chị mà có con cháu học mầm non và tiểu học thì ở đây thì quá là tuyệt vời. Đi học rất là gần luôn. Và di chuyển ra qua cái trường trung học cơ sở Trần Nhân Tông ở bên kia thì cũng tầm hơn 500 mét thôi. Ở hướng chỗ đường bên kia đường đại lộ. Đó. Di chuyển cũng rất là gần. Và từ cái vị trí lô đất này mình di chuyển xuống biển chỗ quảng trường 2 tháng 4 á, thì đâu đó thì tầm hơn 9 cây số, hơn 9 cây số thôi. Di chuyển lên phía ngã tư quốc lộ 1A trên kia thì tầm 400 mét phía trên kia. Di chuyển lên ngã tư Đà Lạt thì đâu đó thì tầm 600 mét phía trên đó. Và di chuyển lên phía chỗ bến xe liên tỉnh mới ở phía trên chỗ Diên Toàn thì đâu đó thì cũng tầm 500 mét. Tổng quan xung quanh là ở đây. Và từ cái vị trí lô đất này mình di chuyển đi vô sân bay quốc tế Cam Ranh á, thì đâu đó thì tầm 50 phút đi ô tô. Với cái mức giá chỉ 16 triệu một mét vuông thôi á, thì em thấy thì rất là phù hợp để cho quý cô chú anh chị sở hữu để đầu tư hoặc là xây nhà ở tại vị trí này, quá là ok luôn. Tổng quan xung quanh và đặc biệt là trong tương lai gần thì xã Diên An sẽ
sáp nhập vô Nha Trang, thuộc về Nha Trang. Nói chung là tỉnh thành phố Nha Trang thì đang phấn đấu đến 2030 là lên thành phố trực thuộc trung ương, nên là sau này là sẽ sáp nhập Diên An và Diên Toàn vô thuộc thành phố Nha Trang luôn. Dạ vâng, em xin nhắc lại thông tin cái lô đất này. Với tổng diện tích là 150 m², đất đã có sổ. Quý cô chú anh chị mua thì chỉ sang tên trong một nốt nhạc thôi. Ngang là 7,5 m, hướng là hướng Tây lệch Nam. Giá thì chỉ 16 triệu thôi. Một cái giá rất là tốt luôn. Dạ vâng, sau khi xem qua video, nếu mà quý cô chú anh chị thấy cái lô đất đó phù hợp với cái túi tiền và cái nhu cầu, thì hãy alo cho em với số điện thoại là 0356004325 nhé. Em sẽ gửi thông tin cho quý cô chú anh chị sổ nè, vị trí nè, hình ảnh xem qua. Nếu mà quý chú anh chị ưng thì mình xếp xếp lịch để xem thực tế để cảm nhận rõ xung quanh hơn. Và ngoài ra, nếu mà quý cô chú anh chị không ưng cái lô này, muốn sở hữu một cái lô đất ở vị trí khác, ở xã Diên Toàn hay các xã lân cận, hoặc là ở phía dưới Nha Trang, hoặc một cái căn nhà nào đó tầm tài chính phù hợp với mình, thì hãy báo cho em. Em sẽ tìm cho quý cô chú anh chị ạ. Dạ vâng. Em thấy xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành ít thời gian xem hết video của em ạ. Nếu quý cô chú anh chị thấy kênh của em hay và thú vị thì đừng quên cho em một nút đăng ký nhé. Dạ vâng. Hẹn gặp quý cô chú anh chị những video tiếp theo ạ.